Hít vào, thở ra là điều ta nói khắp nơi. Hít vào, thở ra là điều ta nói khắp nơi. Oh, các bạn đang xem ta tập thể dục à? Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Oh, mệt quá đi. Dù sao thì sao hôm nay chúng ta không nói về việc hít thở nhỉ? Vẫn không hiểu gợi ý à? Oh, hôm nay chúng ta hãy nói về hệ hô hấp của con người nào. Tiến vào nha. Được rồi, làm ngay đi. Ta đang quan sát đây. Cứ việc chạy khắp mọi nơi như cậu muốn đi ha. Chạy, 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 chạy. Rồi dừng lại. Có phải thở rất nặng nhọc hay không? Ừ, đó là do lúc này cơ thể cần nhiều oxy để thở. Và chúng ta lấy oxy trong không khí xung quanh để hít thở. Nếu không có oxy, chúng ta sẽ như xe không có nhiên liệu, hoặc một cái hồ không có nước. Và điều đó không hay ho chút nào nhỉ? Một trong những lý do chính chúng ta sống được tất cả là nhờ vào khí oxy. Nên hãy hít vào thật là sâu. Khi hít vào, chúng ta lấy oxy có ở trong không khí. Không khí sẽ đi qua lỗ mũi. Có những sợi lông mũi nhỏ ở trong lỗ mũi cản các hạt bụi lại. Không khí tiếp tục di chuyển, rồi không khí di chuyển sang một ống. Và ống này được gọi là khí quản. Nó lọc không khí được hít vào. Khí quản chia làm hai nhánh gọi là phế quản. Nơi có lông nhỏ gọi là lông chuyển, di chuyển qua lại, di chuyển chất nhầy ở bên trong. Chất nhầy là một chất dính, thu thập vi trùng và các hạt khác, có thể gây hại cho phổi. Sau đó, phế quản đưa không khí đến phổi của chúng ta. Phổi phải có 3 thùy, trong khi đó, phổi trái chỉ có 2 thùy mà thôi. Phổi trái nhỏ hơn một chút để chừa lại một không gian cho tim của chúng ta. Các thùy này chứa đầy các túi khí nhỏ và xốp gọi là phế nang. Đó là nơi sự trao đổi oxy và CO2 diễn ra. Tại đây, máu sẽ hấp thụ oxy và thải ra khí CO2. Ngay bên dưới phổi, có một cơ hình vòm gọi là cơ hoành, co lại khi hít vào và giãn ra khi chúng ta thở ra. Thật thú vị phải không? Nó cũng tách khoang ngực của chúng ta ra khỏi khoang bụng, chia thành hai khoang riêng biệt. Thêm kiến thức nha! Phổi là cơ quan duy nhất có thể nổi trên mặt nước. Trung bình thì một người hít thở khoảng 20.000 lần trong vòng một ngày. Thế các bạn à, không phải bạn vừa thở vừa biết thêm nhiều thứ hay sao chứ? Ha ha ha! Nhớ đón xem vào lần sau để biết thêm nhiều điều thú vị nha! Còn bây giờ thì chào tạm biệt!